Rồi quay lép nè. Hôm nay mình mua nước màu xanh. Thực ra bạn kiếm cái chai nào nước màu xám nữa bạn. Nước màu xanh thì nó ra chậm hơn xíu nhưng mà vẫn ra. Lấy cái lóc đèn vậy. Chưa rửa mấy cái này chưa, rửa là đèn chứ tại mạnh nên bạn nên đeo bao tay nữa. Thì cái này màu xanh có một loại màu xám nữa, nay hết rồi. Màu xanh thì nó yếu hơn, cái màu xám nó mạnh hơn các bạn, nước màu xám nó mạnh hơn. Màu xanh thì nó hơi yếu hơn xíu nhưng mà vẫn ra. Nó đen vậy nè, đúng không? Bây giờ bay lò xo. Nếu màu xám đưa vô là nó ra liền luôn á, không còn chà. Má mà nồng vừa. Ừ, nồng. Hết rồi, nãy nó mua hết rồi. Hết. Còn ở đây à. Chất ta mấy cái đóng lâu năm này rất là khó ra các bạn, mình phải dùng mấy chất tẩy cực mạnh mới ra nổi. Xe này là 2008 tới giờ hơn chục năm. Con nào dặn rửa nguyên con mà rửa trong đây đâu, ba sĩ đâu bước ra đây. Anh nào nói ba chị đâu bước ở đây hả? Thì thôi đừng nữa, anh má nói. Nói chung mấy cái này mình chia sẻ cho anh em nào mà tự chơi xe ở nhà hay là tự rửa máy ở nhà, như rửa bên cái nhông sinh dĩa nó thì dơ á, giờ rất là lẹ. Như bên đây nè đó, mấy nhông dĩa bạn không bung máy được bạn cũng phải rửa được ngoài đây, như cạo đứt ra bạn rửa ok khỏe, đúng không bạn? Đó, rửa phần ngoài rất là trắng. Đây một lát cũng có máy rửa xe ở nhà nè, ai bạn có máy rửa xe bắn mạnh rồi nó ra hết. Đây không bạn thấy không, nó khác ban đầu rất là nhiều. Này là mình đăng là clip là có mục đích là chia sẻ chứ không có bán hàng bán sản phẩm gì đâu ạ. Thì nè 72, nhưng mà chai này cái này mình mua có màu xanh nè, đúng giờ có là màu xám mà nó mùi rất là nồng, nó tẩy rửa mạnh hơn, nó đổ vô là nó tự lan ra hết, nó mạnh hơn rất nhiều. Chứ còn bạn đổ thôi, bạn chứ còn lắc lắc thôi là nó ra hết chứ không cần quẹt luôn á. Nên nhớ có một loại màu xám, màu xám xám đục. Bên kia đó, này được quá. Thì màu xám mùi nồng hơn. Thấy không, ra rất là ghê gớm không, hầu như là ra hết gọi là 90%. Nói 100% thì hơi xạo, tại nước nhôm theo thời gian thì nó phải phai màu chút xíu. Thì ổn 90%. Nếu mà những cái này đóng nhiều quá thì cái độ tản nhiệt của nhôm nó sẽ kém một phần, dễ gây nóng máy bạn. Thì nếu mà bạn chẻ máy ra thì rửa sạch như vậy thì cái tản nhiệt thì nó rất là ok. Nhôm là để tản nhiệt, giãn nở đều, chi tiết hoạt động máy trơn tru hơn. Chứ đóng như đóng cặn, đóng bùn hay là đóng mấy cái chất lâu năm nhớt á, nó rất là khó ra. Này 10 bạn lấy cái máy đánh còn chưa ra nổi luôn rồi. Chứ đừng nói mà rửa. Có anh sợ gì đã dùng mấy cái này. Cái nào mới vô nổi nè. Đúng rồi, nó có ngóc ngách còn lùm la. Rửa chứ một cái em lấy cái máy xịt rồi nè. Thì thôi đại khái vậy, mình cắt clip rồi lát mình lấy máy xịt, mình xịt mình quay clip nữa bạn. Máy xịt nước rửa xe.
Nói mà thôi mình cũng không quán máy đâu. Rồi rửa, rửa lốc. Sử dụng. Rồi ok, tầm hổ 90%.